Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 9 với nhiều nội dung quan trọng. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công điện hỏa tốc yêu cầu các ngành các địa phương chủ động các biện pháp phòng ngừa ứng phó với bão số 1 và mưa lũ. Chủ động tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động. Nhân rộng mô hình chăn nuôi an toàn trong cộng đồng. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 2 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 với nhiều nội dung quan trọng. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc, quán triệt các nội dung trọng tâm hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định, 6 tháng đầu năm nay, tỉnh ủy đã bám sát các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nêu rõ, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số tồn tại hạn chế, cần được nhận diện, đánh giá đúng để có giải pháp khắc phục. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu, thảo luận kỹ các nội dung của hội nghị, từ đó đề ra nhiệm vụ giải pháp thiết thực, khả thi để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra cho cả năm 2022. Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã quán triệt nội dung các nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, gồm nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Nghị quyết số 19 ngày 16 tháng 6 năm 2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20 ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21 ngày 16 tháng 6 năm 2022 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Tiếp đó, hội nghị đã dành thời gian thảo luận tổ và thảo luận tập trung tại hội trường tiến hành chất vấn trong đảng về một số vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và tiến hành nội dung chất vấn trong đảng. Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành công điện hỏa tốc đề nghị các địa phương, giám đốc các sở ngành thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ động các biện pháp phòng ngừa ứng phó với bão số 1 và mưa lũ. Theo đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết để tuyên truyền cho nhân dân có kế hoạch các biện pháp phù hợp phòng ngừa ứng phó với các loại thiên tai nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo an toàn tại các vị trí xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như công trình xây dựng, hồ đập thủy điện. Bố trí lực lượng sẵn sàng tham gia ứng phó và xử lý kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Các cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp căn cứ trên chức năng nhiệm vụ của mình, chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai, mưa lũ. Ngành y tế Lào Cai sẽ khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế trong thời gian sớm nhất. Đây là khẳng định của lãnh đạo ngành tại hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm vừa tổ chức. 6 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu dự án của ngành được triển khai theo kế hoạch. Một số chỉ tiêu quan trọng như giường bệnh trên 1 vạn dân, dược sĩ trên vạn dân cơ bản đạt. Tuy nhiên, ngành y tế Lào Cai hiện đang đối mặt với những thách thức như dịch Covid-19 có biến thể mới,
lây lan nhanh hơn. Dịch sốt xuất huyết và một số dịch bệnh khác cũng tiềm ẩn nguy cơ cao. Đặc biệt, việc mua sắm trang thiết bị y tế chậm ảnh hưởng đến chất lượng khám chữa bệnh. Sau tháng cuối năm, cùng với hoàn thành các chương trình y tế trọng điểm, ngành y tế Lào Cai sẽ triển khai các giải pháp nhằm khắc phục ngay tình trạng thiếu thuốc, thiết bị và tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Ngành cũng đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 và dịch bệnh nguy hiểm khác. Đối với dịch sốt xuất huyết, chỉ đạo sát sao các đơn vị y tế đảm bảo thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động thu dung điều trị, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, tạo động lực đột phá của sự phát triển, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Không nằm ngoài xu thế đó, các doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai đã chủ động tham gia tích cực vào chuyển đổi số, thương mại điện tử, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng tiếp cận khách hàng. Là doanh nghiệp vận tải hành khách lớn của tỉnh, trung bình mỗi ngày công ty này có trên 100 chuyến xe ra vào bến, với trên 500 cán bộ, lái xe, phụ xe, công nhân viên. Điều hành khối lượng công việc lớn như vậy, yêu cầu về quản trị doanh nghiệp là rất quan trọng. Nhận thức điều này, ngay từ năm 2015, công ty đã chủ động xây dựng hệ thống quản trị độc lập ERP, kiểm soát chặt chẽ quy trình vận hành. Các ứng dụng web đặt chỗ, bán vé cũng được triển khai đồng bộ. Trong cái giai đoạn vừa qua, qua cái thống kê, cái số liệu khách hàng giao dịch tương tác các cái đơn hàng qua app, qua web nó chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Đấy là một cái mà chúng tôi hướng tới và cũng định hướng được rằng là gì? Là cái việc mà xây dựng cái hệ thống quản trị trong cái giai đoạn 2 này thì nó phục vụ cho cái việc quản trị của khách hàng và đồng thời là mang lại cái lợi ích thiết thực nhất cho khách hàng và doanh nghiệp. Tôi tin rằng cái việc chuyển đổi số doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết và các doanh nghiệp mà khi mà đưa vào định hướng phát triển chiến lược lâu dài thì cũng nên tập trung vào cái xây dựng chuyển đổi số. Một trong những lĩnh vực cũng có tỷ lệ chuyển đổi số cao thời gian qua là du lịch, lưu trú. Thông qua việc tham gia các ứng dụng đặt phòng trực tuyến như Traveloka, MyTour, việc tiếp cận khách được tăng cường. Thông qua cái chuyển đổi số qua các cái trang kênh đặt phòng online ấy, thì hiện tại bây giờ đang giúp ích cho đơn vị chúng tôi rất nhiều là vì tăng được cái khả năng tiếp cận với khách hàng từ các quốc gia khác cũng như các tỉnh thành khác và nó làm giảm cái chi phí marketing. Với nỗ lực của tỉnh, cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin đã được đầu tư đồng bộ. Đây là điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Và để chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa, người đứng đầu doanh nghiệp cần thay đổi tư duy, nhận thức về chuyển đổi số. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong thời gian tới thì cũng sẽ dự kiến sẽ nâng cao cái vai trò của hiệp hội trong cái công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số, như là nâng cao cái nhận thức cho các chủ doanh nghiệp. Thế rồi chúng tôi cũng tăng cường cái công tác tuyên truyền các cái chủ trương rồi cũng như định hướng của tỉnh, như là nghị quyết 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như là các cái kế hoạch về chuyển đổi số của tỉnh cho các doanh nghiệp trong việc mà đồng hành thực hiện các cái mục tiêu về xây dựng cái kinh tế số và xã hội số. Với các giải pháp hiệu quả thiết thực trong chuyển đổi số, cộng đồng doanh nghiệp đang góp phần quan trọng vào việc triển khai thành công nghị quyết 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, bắt kịp xu thế phát triển của nền kinh tế số quốc gia. Tiếp theo là những thông tin thị trường có trong tỉnh ngày hôm nay. Các loại gia vị ướp sẵn tiện lợi, thơm ngon, giá thành hợp lý đều bán nhiều trên thị trường với các hãng. Cụ thể có gia vị thịt kho tàu, thịt nướng xá xíu, thịt nướng Hàn Quốc, xiên xào chua ngọt, thịt nướng giả, cá kho riềng đồng giá 12.000 đồng một gói 80g. Gia vị bò kho, gà chiên nước mắm 11.000 đồng một gói. Gia vị cà ri xanh, đỏ vàng đồng giá 20.000 đồng. Gia vị lẩu Thái, lẩu chua cay đồng giá 28.000 đồng một gói 180g. Đồ hộp thực phẩm thịt lợn, thịt bò cực kỳ tiện lợi cho bữa ăn nếu như người tiêu dùng hạn chế thời gian và muốn thay đổi thực đơn. Giá của một số loại thịt hộp như sau. Hộp có trọng lượng 180g, đối với thịt lợn hấp giá bán là 35.000 đồng một hộp. Thịt lợn hầm 28.000 đồng, thịt bò xay 32.000 đồng, thịt lợn xay 28.000 đồng, thịt bò hầm 35.000 đồng.
thịt bò kho 31.000 đồng, thịt kho tàu 43.000 đồng. Các loại cháo chè đóng hộp đa dạng phong phú, trong đó cháo yến cốt dừa 18.000 đồng, cháo yến mạch 20.000 đồng, cháo sen 19.000 đồng, cháo thịt băm bí đỏ 23.000 đồng, chè đỗ xanh và chè nếp cẩm đồng giá 17.000 đồng, chè đậu đen mè đen 35.000 đồng. Quy cách đóng hộp dễ sử dụng, khối lượng tịnh từ 240 đến 365 gram. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bát Sát vừa khánh thành và bàn giao công trình thanh niên cấp huyện, chào mừng đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai lần thứ 14, nhiệm kỳ 2022-2027. Hai công trình điểm chờ xe buýt được xây dựng bằng sắt mạ kẽm chống rỉ, mái vòm lợp tấm nhựa, có độ bền cao, ghế ngồi chắc chắn. Tổng trị giá hai công trình là 25 triệu đồng do Agribank chi nhánh Bát Sát tài trợ. Việc đưa công trình vào sử dụng giúp khách đi xe có nơi nghỉ chân, tránh được mưa nắng. Cũng trong dịp này, cán bộ đoàn viên thanh niên thuộc khối cơ quan đơn vị huyện và thị trấn Bát Sát đã tổ chức lao động chỉnh trang đô thị, vệ sinh, quét vôi gốc cây bóng mát tại khu vực sân quảng trường và công viên thị trấn Bát Sát. Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động, đặc biệt là lao động phổ thông trên địa bàn tỉnh hiện nay rất lớn. Bởi vậy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có nhiều giải pháp chủ động tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động. Tháng 4 năm 2021, chị Giàng Thị Trang ở xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn được Trung tâm Giới thiệu Việc làm Lào Cai tư vấn hướng dẫn nộp hồ sơ, hỗ trợ xe và tìm nhà trọ khi nhận việc tại một công ty ở Hải Dương. Có công việc và thu nhập ổn định khiến chị Trang rất yên tâm. Hiện tại công việc của em, cuộc sống của em ở dưới này thì cũng ổn định rồi. Một tháng thì cũng kiểu khá khá, mình có thể gửi về cho bố mẹ này hoặc tự do về tài chính của mình này và chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của mình không thiếu thốn như trước. Nói chung là yêu cầu cũng rất là đơn giản, phù hợp với này những cái lao động ở miền núi như là tỉnh Lào Cai. Ví dụ như hiện tại thì công ty đang tuyển lao động nam và nữ tuổi từ 18 đến 45, trình độ là chỉ cần biết đọc, biết viết và biết tính toán đơn giản thôi, cũng không yêu cầu phải có bằng cấp gì cả. Thời gian qua, Trung tâm Giới thiệu Việc làm Lào Cai đã thường xuyên đăng tải thông báo tuyển dụng trên Internet, mạng xã hội, website và tư vấn giới thiệu việc làm qua số điện thoại. Hàng ngàn người lao động không chỉ được giới thiệu việc làm mà còn tránh được nguy cơ lừa đảo lao động, việc làm đang diễn ra rất phức tạp hiện nay. Thì hiện nay thì cái lao động mà tự đi kiếm việc làm thì họ sẽ đối diện với nhiều nguy cơ. Thứ nhất là cái việc đi tìm kiếm việc làm họ cứ nghĩ là dễ nhưng không phải là dễ thế đâu. Đấy, thứ hai nữa là khi vào làm việc thì cái nguy cơ hiện hữu của họ đó là cái công việc nó không đảm bảo, nó không chính thống. Rồi các cái chế độ tiền lương cũng không được đảm bảo. Rồi cái thời gian làm việc có thể là họ sẽ bị bóc lột cái sức lao động rất là ghê gớm. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 116 đơn vị doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động tại Lào Cai thông qua Trung tâm Giới thiệu Việc làm. Để đảm bảo mọi quyền lợi, người lao động nên tìm việc làm tại các kênh thông tin chính thống được các cơ quan có thẩm quyền cho phép tuyển dụng. Ngành Lao động Thương binh Xã hội thì chúng tôi có hai kênh. Cái kênh thứ nhất đó là thông qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm để tổ chức các cái phiên để tuyên truyền, rồi các cái ngày hội việc làm, ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm. Và kênh thứ hai thì hiện nay chúng tôi cũng đang tăng cường là cái việc là cung cấp cái thông tin về thị trường lao động, nhu cầu về tuyển dụng lao động, cái số lượng, tiêu chuẩn, mức lương, các điều kiện để đảm bảo về chế độ cho người lao động. Nhu cầu tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động là rất lớn. Các cấp các ngành đang rất nỗ lực là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp để hướng tới mục tiêu người lao động nào cũng sẽ có được việc làm phù hợp và ổn định, đảm bảo cuộc sống. Lào Cai sẽ tập trung phát triển đàn lợn ở vùng thấp theo quy mô trang trại, vùng cao tập trung cho chăn nuôi lợn bản địa quy mô gia trại hoặc nhóm hộ. Vấn đề cần quan tâm đó là áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để duy trì và nhân rộng đàn lợn đen bản địa tại các địa phương. Cả dãy chuồng, chị Lùng Thị Lơ đều nuôi lợn đen, tự sản xuất con giống và nuôi lợn thương phẩm, giúp gia đình có thu nhập tốt hơn. Theo chị Lơ, giai đoạn lợn còn nhỏ, cần ăn bổ sung thức ăn chế biến sẵn, sau đó rút dần,
và chuyển hoàn toàn sang nuôi bằng các sản phẩm nông nghiệp có sẵn. Cách làm này vừa giảm bớt chi phí, vừa giữ được chất lượng lợn thịt, bán được giá cao hơn. Phải nuôi nhiều thì bán mới có tiền. Nuôi lợn đen bán được giá hơn, chăm sóc nó quen rồi cũng dễ thôi. Phải cho ăn đủ, ăn no, nó mới lớn. Thú y cũng bảo phải tiêm phòng bệnh, nhà làm đủ hết. Từ khi tham gia dự án nuôi lợn đen bản địa, người dân thôn Na Áng B, xã Na Hối đã duy trì sinh hoạt tổ nhóm nuôi lợn. Bà con cùng thống nhất không mua lợn giống không rõ nguồn gốc từ bên ngoài để hạn chế lây lan dịch bệnh. Quy ước về việc chăn nuôi lợn an toàn sinh học được đưa vào nghị quyết của chi bộ, đồng thời lập bản cam kết để tất cả các hộ cùng ký thực hiện quy định của thôn trong chăn nuôi. Chúng tôi cũng có xây dựng một cái quy ước và hướng ước là trong thời gian có dịch bệnh không nhập lợn giống từ ngoài địa phương vào. Một tháng chúng tôi sinh hoạt tổ nhóm một lần để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà cả có với nhau. Với lại cũng được sự quan tâm của cấp trên là cử cán bộ xuống tập huấn thì cái phòng trừ dịch bệnh được nâng cao hơn. Trước tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ngày càng diễn biến phức tạp khó lường, để đạt được mục tiêu phát triển đàn thì việc cơ cấu lại lĩnh vực chăn nuôi phù hợp với thị trường và an toàn dịch bệnh cần phải được thực hiện sớm. Trong đó coi trọng phát triển chăn nuôi lợn khu vực nông hộ ở vùng cao nhằm khai thác giá trị từ lợn bản địa để nông dân có thể làm giàu. Hiện nay các thôn bản của chúng ta ở khá là độc lập. Thế thì nếu mà chúng ta làm được cái quản lý trong cộng đồng thôn bản thì chúng ta mới giữ được cái đàn lợn đen. Một cái đàn lợn mà có nguồn gen là cái nguồn gen giống rất là tốt. Và cái sản phẩm của nó hiện nay nhu cầu thị trường rất lớn, đặc biệt cho cái phân khúc khách hàng là các đối tượng mà có thu nhập khá ổn định. Thì nhu cầu thị trường ngày càng lớn như vậy. Thế thì nếu như mà người dân mà trong các thôn bản mà không thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học thì không thể giữ được đàn lợn. Chăn nuôi lợn an toàn sinh học trong cộng đồng không những bảo vệ được nguồn giống tốt mà còn giúp nông dân phát triển kinh tế ổn định, góp phần tăng sản lượng thịt hơi theo mục tiêu đến năm 2025 đạt 650.000 tấn. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình tiếp theo trên sóng truyền hình Lào Cai. Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó với cơn bão số 1 nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Hợp tác xã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa. Tâm lý chủ quan khi dịch bệnh lắng xuống. Thời gian này, nhiều người dân chưa đi tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19. Đặc biệt tại một số địa phương vùng sâu vùng xa của tỉnh, tỷ lệ tiêm phòng rất thấp, đòi hỏi cán bộ y tế tuyến cơ sở phải nỗ lực rất nhiều. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù đã được quy định cụ thể trong nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16. Theo đó, các dự án được hỗ trợ thuộc danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Tổng mức đầu tư không vượt quá 5 tỷ đồng, có thiết kế kỹ thuật không phức tạp, do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị đầu tư, chi phí quản lý dự án. Đối với các dự án giao thông, chứa công trình phòng hộ trên đường giao thông nông thôn, thực hiện theo nghị quyết số 22 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đối với các dự án thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, khu thể thao, nghĩa trang, bãi rác, công trình phòng hộ trên đường giao thông nông thôn bằng 1% tổng chi phí trực tiếp thực hiện dự án và không nhỏ hơn 5 triệu đồng một dự án. Kinh phí hỗ trợ thuộc tổng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện dự án. So với các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những nút thắt khiến nhiều địa phương gặp khó trong thực hiện, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại xã Bản Hồ, thị xã Sapa, chậm về đích chương trình cũng một phần là do tiêu chí môi trường chưa đạt. Giải pháp chính là làm sao thay đổi được nhận thức của người dân. Đặt trọng tâm vào công tác tuyên truyền, hiệu quả đã dần rõ rệt khi người dân Bản Hồ đã tích cực tham gia vào vệ sinh môi trường. Thôn Bản Dền, nơi có nhiều hộ làm du lịch, đã khang trang, sạch đẹp hơn. Bà con hiểu, nhà cửa sạch đẹp, gọn gàng, chất lượng cuộc sống tốt hơn, thu hút được nhiều khách du lịch hơn. Bảo vệ môi trường cho xã và cho gia đình về cho nhà cửa mình sạch đẹp thì em cũng cảm thấy là có tốt cho sức khỏe mình rất là nhiều, và là vệ sinh môi trường cũng gọi là tạo cảnh quan du lịch cho
khách ở các nơi về chơi cũng cảm thấy yên tâm hơn về môi trường. Hiện toàn xã Bản Hồ, 90% số hộ dân đã có nhà tiêu, 100% gia đình chăn nuôi đã có chuồng trại. Đây là bước tiến rất lớn trong hành trình thực hiện tiêu chí môi trường. Tuy nhiên, vấn đề mà xã đang tập trung giải quyết là làm sao thay đổi thói quen trong sinh hoạt đời sống của người dân. Rác thải sinh hoạt vẫn còn vứt bừa bãi ra môi trường, gia súc gia cầm thả rông, chuồng trại nuôi nhốt chưa kiên cố và nhất là vẫn còn làm ngay gần nhà. Vệ sinh môi trường gia đình thì cũng nhiều cái vẫn rất là khó khăn. Muốn làm cái con đường con dế gì, chuồng lợn hoặc là chuồng gà này, cái ao cái gì, cái nhà cửa thì muốn làm nhưng mà không có cái gì làm được hết được. Thì thời gian tới thì xã cũng là để đến tập trung đến các cái thôn và các cái ngõ xóm để tuyên truyền tận nơi và chỉ việc mà cho bà con để hàng ngày, hàng tuần thì phải có một đến hai buổi để vệ sinh môi trường xung quanh đường làng ngõ xóm. Kế hoạch đã được xây dựng, Bản Hồ đang quyết tâm triển khai thực hiện nhằm đạt tiêu chí vệ sinh môi trường, phấn đấu hoàn thành chuẩn xây dựng nông thôn mới. Nhưng quan trọng hơn cả là nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Tỷ lệ giải ngân vốn ODA và ưu đãi nước ngoài trong 6 tháng đầu năm của cả nước chỉ đạt hơn 9%. Theo Bộ Tài chính, con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tiến độ giải ngân, đặc biệt là ở các địa phương. Theo Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm nay, chiếc kế hoạch được giao là 34.800 tỷ đồng, trong đó các bộ ngành là 12.110 tỷ đồng, các địa phương là 22.690 tỷ đồng. Tuy vậy, do còn nhiều khó khăn vướng mắc nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài chưa cao. Cụ thể, tính đến ngày 30 tháng 6, tỷ lệ giải ngân đạt trên 14%, lũy kế giải ngân đạt 9,12%. Đặc biệt là giải ngân vốn ODA thì còn rất là chậm, đến nay thì mới đạt được khoảng trên 9%. So với kế hoạch đã giao của năm 2022. Cái nguyên nhân mà chúng ta giải ngân vốn chậm ODA thì có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá cái nguyên nhân chủ quan là rất là quan trọng. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, bên cạnh nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ quan là rất đáng bàn. Cùng một cơ chế chính sách, cùng một điều kiện khách quan như nhau, nhưng có địa phương, bộ ngành giải ngân cao, nhưng có đơn vị lại rất thấp, thậm chí còn chưa giải ngân. Một số dự án thì trong cái quá trình thực hiện được thay đổi phải điều chỉnh cái chủ trương đầu tư đấy. Nhưng mà cái này theo các cái quy định hiện hành thì cũng rất là mất nhiều thời gian. Rồi cái việc nữa là vốn đối ứng của các địa phương thì các địa phương trước sau thì họ cũng bố trí vốn nhưng mà nó lúc cần thì không có. Một cái nữa là cái thời gian mà các nhà tài trợ có ý kiến với các chủ dự án rất là mất thời gian. Qua tổng hợp đánh giá, phân tích thông tin về tình hình giải ngân cho thấy các nguyên nhân khiến tỷ lệ giải ngân thấp chủ yếu xuất phát từ việc không có khối lượng hoàn thành để giải ngân. Nguyên nhân khác là do đặc thù của dự án sử dụng vốn ODA như phương thức giải ngân theo kết quả, chậm nhận được ý kiến phản hồi từ nhà tài trợ. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại địa phương trong dịp hè năm 2022, đặc biệt vào mùa mưa lũ. Theo đó, Sở này yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch chủ động rà soát và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thường xuyên kiểm tra các phương tiện vận chuyển khách như xe điện, xe ô tô, thuyền, cano, các trang thiết bị tổ chức các trò chơi giải trí, hoạt động thể thao mạo hiểm trước khi phục vụ khách. Lắp đặt đầy đủ các nội quy, biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm tại các khu vực cần thiết và có biện pháp phù hợp để thông báo cho du khách. Bố trí lực lượng có trình độ chuyên môn phù hợp, phương tiện bảo vệ, cứu hộ tại các khu vực cần thiết để hỗ trợ khách du lịch. Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề quy mô lớn, bắt giữ 18 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc hơn 400 tỷ đồng. Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An bắt 18 đối tượng tại 17 điểm ghi số lô đề trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Bình Dương. Khi bị bắt, các đối tượng đang trong thời gian hoàn thành các giao dịch lô đề. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng công an đã tạm giữ 850 triệu đồng tiền mặt, 2 cây vàng,
2 ô tô, 20 xe máy, 3 laptop, 25 điện thoại di động và nhiều công cụ hỗ trợ khác. Qua đấu tranh bước đầu xác định, số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ đầu năm 2021 đến thời điểm bị bắt là hơn 400 tỷ đồng. 6 đối tượng cầm đầu trú tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai đã hình thành các chân rết, thiết lập đường dây ghi số lô để liên tịch. Chuyển sang thông tin thời sự thế giới, ngày 1 tháng 7, Cộng hòa Séc chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch Luân phiên Hội đồng châu Âu, còn gọi là Chủ tịch Liên minh châu Âu-EU từ Pháp. Theo văn phòng chính phủ Séc, trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU lần thứ 2, Séc sẽ tổ chức khoảng 300 sự kiện. Đại diện 27 nước thành viên EU sẽ gặp nhau ít nhất 14 lần tại Séc, trong đó có hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU dự kiến diễn ra tại Praha vào đầu tháng 10 tới. Ngoài ra còn có các cuộc họp của chính phủ Séc với Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu cùng 51 hội nghị và các cuộc họp khác. Bên cạnh đó, Séc dự kiến tổ chức hàng trăm sự kiện văn hóa để quảng bá và thúc đẩy du lịch sau đại dịch COVID-19. Trước đó, chính phủ Séc ngày 15 tháng 6 cũng đã công bố khẩu hiệu, hình ảnh biểu trưng và 5 ưu tiên trong nhiệm kỳ của Chủ tịch EU. Pháp và Australia đã mở ra chương mới trong mối quan hệ sau những bất đồng liên quan đến việc Canberra hủy hợp đồng đóng tàu ngầm với Paris trị giá 62 tỷ đô la Mỹ hồi năm 2021. Phát biểu với báo giới ngày 1 tháng 7, Thủ tướng Australia khẳng định hai bên đang mở ra một chương mới trong mối quan hệ và ông sẽ tiếp cận các mối quan hệ thông qua sự tin cậy, tôn trọng và chân thật. Về phần mình, Tổng thống Pháp cho biết cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo đánh dấu sự sẵn sàng xây dựng lại mối quan hệ tin cậy giữa hai nước dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Hôm 11 tháng 6 vừa qua, truyền thông Australia cho biết chính phủ nước này sẽ trả 830 triệu đô la Australia, tương đương với 580 triệu đô la Mỹ, tiền bồi thường cho tập đoàn Naval của Pháp vì đã hủy hợp đồng đóng tàu ngầm với hãng này. Thủ tướng Albanese nhận định khoản bồi thường là công bằng và bình đẳng và sẽ cho phép tái thiết lập quan hệ song phương tốt đẹp hơn giữa Australia và Pháp. Ngày 1 tháng 7, Indonesia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ký kết thỏa thuận thương mại tự do FTA nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương. Thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất của Tổng thống Indonesia. Phát biểu tại lễ ký, Quốc vụ Khanh về Ngoại thương của UAE cho biết FTA giữa hai bên sẽ giúp tạo thêm khoảng 55.000 việc làm tay nghề cao tại UAE, đồng thời nâng tổng kim ngạch thương mại song phương thêm 5,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Bên cạnh đó, văn kiện này cũng giúp GDP của UAE tăng thêm 4,6 tỷ đô la Mỹ trong cùng khoảng thời gian trên. Về phần mình, Bộ trưởng Thương mại Indonesia nhấn mạnh, thỏa thuận sẽ giúp Indonesia tiếp cận thị trường UAE, qua đó tăng cường xuất khẩu sang khu vực vùng vịnh, Trung Đông, Châu Phi và Nam Á. Khi chính thức có hiệu lực, văn kiện này sẽ dỡ bỏ phần lớn hàng rào thuế quan đối với nhiều loại hàng hóa của Indonesia và UAE. Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm hợp tác đối phó với các tổ chức khủng bố. Thông báo được Ngoại trưởng Phần Lan đưa ra ngày 1 tháng 7 và đây cũng là một trong những điều khoản trong thỏa thuận đạt được giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan, Thụy Điển bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho hay Helsinki sẽ sớm thiết lập sự hợp tác với giới chức Thổ Nhĩ Kỳ liên quan mọi thông tin bổ sung về các cá nhân và nhóm mà Ankara lưu tâm. Sau cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ giữa các nhà lãnh đạo của ba nước bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO, ba nước hôm 28 tháng 6 đã ký một thỏa thuận, trong đó Ankara tuyên bố ủng hộ hai quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO. Đổi lại, Helsinki và Stockholm cam kết sẽ không hỗ trợ PKK và các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc, những tổ chức bị Ankara đặt ngoài vòng pháp luật. Sáng ngày 1 tháng 7, tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào đã diễn ra lễ công bố và hướng dẫn nghiên cứu tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập vào trong công tác giảng dạy học tập tại học viện. Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào cho biết, việc đưa vào giảng dạy toàn bộ tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập được dịch từ tiếng Việt ra tiếng Lào là một công việc hết sức thiết thực, đáp ứng và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà nghiên cứu, học giả, giáo viên, những người quan tâm có thể tiếp cận và nghiên cứu.
Mỗi một tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập có một giá trị lý luận mang tính kinh điển và thực tiễn sâu sắc, phản ánh quá trình hoạt động của người về những giai đoạn của lịch sử cách mạng Việt Nam và thế giới, là những bài học giá trị không chỉ cho nhân dân Việt Nam mà còn dành cho cả nhân loại, những người yêu chuộng hòa bình nghiên cứu, tham khảo. Nga khẳng định hoạt động cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ dự án Sakhalin 2 của nước này sẽ không bị ảnh hưởng sau khi Moscow thành lập một công ty mới chịu trách nhiệm điều hành dự án này. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh thành lập một công ty mới để tiếp quản tất cả quyền và nghĩa vụ của công ty đầu tư năng lượng Sakhalin, hiện điều hành dự án Sakhalin 2. Đáng chú ý, hiện tập đoàn Shell của Anh cùng hai công ty của Nhật Bản đang nắm giữ chưa đến 50% cổ phần của công ty đầu tư năng lượng Sakhalin. Theo sắc lệnh trên, Nga sẽ quyết định các công ty nước ngoài nói trên có được tiếp tục tham gia vào dự án Sakhalin 2 hay không. Trong trường hợp không được ở lại dự án, các công ty này sẽ được bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào sau quá trình kiểm toán của chính phủ. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ được giữ trong các tài khoản đặc biệt cho tới khi có thông báo mới. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.